cấp xuống kiểm tra. Mời anh xuống xe. Có chuyện gì đấy? Chào anh. Anh làm ơn cho ngó thùng hàng để xem có nên nhập những loại thực phẩm này về để mở cửa hàng cơm không ạ? Hóa ra là cô à? Hôn hồn thì bảo đảm người này giải tán ngay lập tức. Không đấy thì sao? Quay cái gì mà quay? Nếu không có chí mà ám thì anh mở xe ra cho bọn tôi xem. Mở ra. Các cô có quyền gì mà đòi kiểm tra xe của tôi? Này, ông tiếp tay với bọn người đấy, ông không thấy xấu hổ à? Ông có nghĩ nếu một ngày nào đấy chính ông là người ăn những loại thực phẩm ôi thiêu bẩn thỉu này, ông có chịu được không? Ông sợ à? Mấy ông chủ nhà thầu cách định giết hết chúng tôi hay sao? Phải mà ngay ban giám đốc xuống mới được. Ăn uống thế này chẳng bảo sao công nhân bị đau bụng. Vậy hàng ngày chị em mình phải ăn thực phẩm bẩn. Cút! Tất cả cút ngay! Không cút đây thì sao? Dạ. Người làm gì đấy? Người làm gì đấy? Ôi trời ơi! Gì làm ăn cái kiểu gì đấy hả? Có muốn làm ăn ở đây nữa không? Quá, cứ chú lại đã bảo rồi, thời điểm này là phải sát sao nguồn hàng, nhập thực phẩm sạch. Thế mà dì lại cho chở đến một xe thực phẩm ôi thiêu thế à? Dì đã giận lên giận xuống con mụ chủ rồi, để dì gọi mắng cho nó một trận. Cháu tìm cách bịt mụ này cho dì nhá. Có mà bịt đằng rời, đám công nhân nó đang phanh phui hết cả da rồi kia kìa. Dì mau mà cuốn xéo khỏi đây đi nhá. Này, giờ thì mọi thứ đã rõ rồi nhá. Đi đêm lắm, có ngày gặp ma đấy ông anh ạ. Mày nhớ lấy cái mặt tao đấy. Bỏ cái tay ra. Làm sao? Anh làm cái trò gì đấy hả? Mời anh lên phòng bảo vệ cùng tôi. Đi. Mọi người ơi, chụp ảnh lại đi. Ôi, chào ơi. Bẩn. Làm gì mà tưỡn lên giường đấy hả? Thế sao anh khóa cửa vào làm gì? Giời ơi, đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này lại còn định đi ra ngoài cơ mà. Nhanh cho nó khách quan. Anh làm sao? Ngấm chưa hả? Ngấm chưa? Còn Trúc nhá, làm đơn kiện ban giám đốc về việc nhà bếp nhập thực phẩm bẩn đấy. Nó thu thập đầy đủ tất cả chứng cứ, có cả bàn ghiêm của thằng lái xe đấy. Cái thằng ngu ấy, chắc con danh con nó lại hở ra cho một tí là cắm mặt vào. Thế xong nó hỏi cái gì cũng nôn hết cả ra. Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, làm việc gì cũng phải tính đường lui. Hàng tháng nó chung chi cho một tí hoa hồng, ăn trả bỏ. Bây giờ đã đau hết đầu để giải quyết hậu quả thế này. Đang cái lúc nhạy cảm này, cô phải nghĩ cách để dìm mọi chuyện đi, tính đường lui đi. Có phải là em không nhắc đâu, em vẫn nhắc đi chứ. Nhắc? Nhắc mà mọi chuyện lanh tanh bành như thế này à? Thế nhưng mà anh ơi, bà ấy đã ký hợp đồng với người ta rồi, bây giờ không nhập hàng thế là tốn cả đống tiền đấy anh ạ. Anh ơi, anh xem có cách nào anh giải quyết đi, chứ em đang rối tinh rối mù hết cả lên. Mà phải công nhận, anh em mình là quá là mất cảnh giác với cái con Trúc ấy, cái con danh con ấy. Không ngờ nó lại lớn gan lớn mật như thế. Cái sẩy nó nảy cái ung, không khéo mà lộ ra cái chuyện. Tôi lờ đi cho cô cái việc ăn chặn tiền lương của công nhân, mới lại cái chuyện kia lộ ra chết cả nút. Ôi, anh ơi, anh nhiều mưu hèn cái bẩn thế mà anh không... Này. Anh nhiều mưu sâu cái hiểm thế mà anh không nghĩ ra cách để thoát vụ này à anh? Anh... Hả? Cách của mắt. Nhìn cái gì? Giám đốc gọi đấy. Alo ạ. Dạ. Lên ngay ạ. Dạ. Thôi rồi, việc này để tôi nghĩ cách xử lý. Nhưng mà còn cái gai ở trong mắt ấy, phải tìm cách mà nhổ nó ra. Cô nghĩ cách xử lý đi. Chúng tôi cũng sẽ họp rút kinh nghiệm
sẽ sát sao việc ăn uống cũng như tăng ca của công nhân để đảm bảo theo đúng quy định. Sai phạm lần nào các anh cũng rút kinh nghiệm. Hôm trước bao nhiêu công nhân bị ngộ độc, cũng may là cấp cứu kịp thời nên không có trường hợp đáng tiếc nào xảy ra. Nhưng còn hôm nay thì sao? Công nhân người ta không phanh phui thì bao nhiêu thực phẩm ôi thiêu không rõ nguồn gốc sẽ được đưa vào chế biến. Tôi yêu cầu chấm dứt ngay hợp đồng với bếp ăn này trong đợt thầu nhà ăn tiếp theo. Đích thân tôi sẽ kiểm tra và ký hợp đồng. Bếp ăn nào đảm bảo với yêu cầu của chúng ta sẽ ký hợp đồng. Còn không người nhà thân quen gì nữa. Tuy sự việc lần này chủ yếu là do bếp ăn, nhưng đây cũng là bài học đối với các anh các chị. Cần phải quan tâm đến đời sống của công nhân. Công nhân có sức khỏe thì mới có năng suất lao động được. Vâng, tôi sẽ cho rà soát lại tất cả. Anh Lý, anh phải xem xét lại cách quản lý của anh. Tôi nhận được rất nhiều phản ánh của công nhân ở phân xưởng của anh. Dạ vâng ạ. Chúng ta đã có quy định rõ ràng, nhưng mà họ không thực hiện. Nhiều lúc lại đòi hỏi rất vô lý ạ. Quy định nhưng cũng cần phải linh hoạt, phải lắng nghe ý kiến của công nhân để điều chỉnh cho phù hợp với từng bộ phận. Sắp tới tôi sẽ tổ chức một cuộc họp để lắng nghe toàn bộ ý kiến của anh em công nhân. Còn ai có ý kiến gì nữa không? Nếu không còn ý kiến gì, chúng ta dừng cuộc họp tại đây. Tèo, con chào mẹ. Mẹ hết đau bụng chưa? Mẹ hết rồi. Tối nay á, mẹ nấu món ngon cho Tèo ăn nha. Con đang phải đi xin cơ. Trời ơi. Kìa con, bố nhờ các cô ấy nấu, chứ không phải đi xin nhé. Nào, vào bố tắm rửa cho. Thôi thôi thôi, để em tắm cho con cho. Anh đi ra ngoài xem có cuốc nào thì chạy đi. Em lúc nào cũng lo nghĩ đến tiền nong làm gì cho nó khổ. Em cứ nằm nghỉ đi. Con cái, bếp núc để anh lo nhé. Nào, vào bố tắm cho. Nhất chị đấy nhá. Lúc nào cũng được chồng yêu chồng chiều, thế mà còn cứ gào lên, sợ ông ấy đi với cô khác. Sao mà biết được em ơi. Có khi người ta ra ngoài lăng nhăng, xong về nhà giả bộ là nịnh vợ đó. Em nói thế nào mà chả được. Tốt nhất từ ngày mai nhốt anh ở trong nhà ấy, đỡ phải lo. Mà em tưởng mai chị mới ra viện cơ mà. Chi phí đã có công ty lo, có phải suy nghĩ gì đâu mà sao ra sớm thế. Chị thấy đỡ rồi, với lại chị muốn về lo cho thằng Tèo. Chứ tự nhiên hai vợ chồng cứ ngồi trong bệnh viện có mà chết đói. Chị cứ chủ quan, nói dại mồm, chẳng may mà có làm sao lại phải vào viện lần nữa, có phải là khổ không? Chị có đòi về thiệt, nhưng mà chắc bác sĩ thấy ổn nên mới đồng ý cho chị về, chứ chị có trốn đâu. Ê, mấy hôm nay á, thức ăn ở trong công ty á, thế nào rồi? Có ngon không? Em cũng không biết nữa. Tạm thời bọn em ra ngoài ăn, đợi công ty giải quyết việc nhà bếp đã. Mà nghĩ đến chuyện ngộ độc, em vẫn thấy lo lo. Hồi bữa, ban giám đốc vào thăm bọn chị á, hứa là sẽ làm đến cùng. Chắc giờ á, nhà bếp không dám làm ẩu đâu, em đừng có lo. Ừ, em cũng hy vọng là như thế. Về đi. Em chào anh ạ, anh cho em hỏi phòng chị Cúc ở đâu vậy ạ? Phòng chị Cúc ở đây này. Em cảm ơn anh ạ. Về ôm vai mẹ yêu sâu, để được khóc như đứa trẻ thơ. Em chào chị ạ. Em muốn gặp ai thế? Chị Cúc ạ, em đến xem phòng ạ. À, đợi chị tí nhá. Chị Cúc ơi, có người đến xem phòng này, về đi. Đây. Em vào xem chị đi. Về đây.